Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, con người chúng ta có sinh có tử. Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này để rồi chúng ta được hưởng tình yêu và bình an của Thiên Chúa trên cõi đời này. Để rồi sau một hành trình làm người, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta cũng được Thiên Chúa đón nhận vào quê trời. Đó là niềm mong ước của tất cả mọi người chúng ta. Đó là điều ao ước của tất cả những tín hữu khi chúng ta chịu phép thánh tẩy. Để rồi chúng ta sống ở trên dương gian này, sau một hành trình làm người ấy thì chúng ta cũng mong trở về với Thiên Chúa là cha của chúng ta. Ngày hôm nay anh chị em khắp nơi chúng ta về hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như là mẹ của mọi người chúng ta, để chúng ta tín thác vào trong bàn tay của mẹ, để rồi lời cầu nguyện của chúng ta khẩn cầu, cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân của mọi người chúng ta. Ông bà, anh chị em, những người đã ra đi trước chúng ta là những con người đã hoàn thành một chặng đường, một hạnh phúc của một đời người. Để rồi ngày hôm nay con cháu của chúng ta là những người đi sau, cũng tiếp bước những bậc cha anh của chúng ta, để chúng ta dẫn bước trên con đường lự thứ trần gian, con đường đức tin ấy. Để rồi chúng ta cũng sẽ gặp các ngài ở trên quê trời. Đó là điều chắc chắn mà như lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta, nói với chị mắc ta đấy. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Điều đó là điều chắc chắn và điều đương nhiên. Khi chúng ta biết tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta được Thiên Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Thế nhưng cuộc đời chúng ta vẫn còn bao nhiêu khó khăn, vẫn còn bao nhiêu bế tắc, vẫn còn bao nhiêu tranh chấp trong cuộc đời, để rồi chúng ta vẫn chưa đi hết trọn con đường mà Chúa đã hướng cho chúng ta. Cuộc sống ngày hôm nay còn bộn bề khó khăn. Có nhiều người con ngày hôm nay không còn nhớ tới ông bà cha mẹ mình là ai nữa. Có nhiều người trong cuộc sống ngày hôm nay do công ăn việc làm rồi bỏ quên lãng đi. Đó là cái phần thiếu sót lớn của những người con, những người đang sống. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng các linh hồn là ông bà tổ tiên của chúng ta vẫn còn trông chờ những lời cầu xin của từng người chúng ta. Bởi vì các ngài đã chết rồi thì các ngài không còn làm được gì khác nữa mà phải trông chờ tới những người con, người cháu đến xin lệ cầu nguyện cho các ngài, thì các ngài mới được giải thoát khỏi cái án tội lỗi mà khi ở trần gian này đã vướng mắc. Cho nên có nhiều vị con cháu ngày hôm nay chúng ta thiếu sót như vậy. Cho nên cái ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt để chúng ta quy tụ nơi đây, để chúng ta tạ lỗi với các đấng, các bậc là cha, là mẹ chúng ta. Ngày hôm qua tôi có gặp một cái chị bên Lương thôi. Tôi gặp chị cách đây cũng được 5-6 tháng. Lúc ấy chị đang có một cái vấn đề, đó là khi mang thai thì cả gia đình đều không chấp nhận. Chị là người bên Lương, lấy một người chồng cũng bên Lương, nhưng mà bố chồng lại người bên đạo. Bố chồng lại một con người sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và bị người ta trù dập và phải lưu vong, phải đi làm xa. Ông học rất giỏi, ông làm bên y tế, và chính vì vậy ông phải qua tới Angola để ông làm việc và đưa con cháu sang đấy. Thì có một lần chị kể là ông bị người ta hãm hại, người ta giết chết mà ông không biết. Rồi các con cũng vậy, không có ai xin lệ cả. Con là con dâu, nhưng mà con thấy ông là một con người sống có lý, có tình, sống có nghĩa với mọi người và biết tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Cho dù gia đình của ông không có ai đi theo Chúa cả, nhưng mà
ông vẫn khuyên các con hãy trở về với Chúa, nhưng mà các con và vợ cũng không trở về. Cho nên ông sống niềm tin của mình dựa biết bao nhiêu sóng gió như vậy. Cho nên cái người con dâu đấy mới nhớ công ơn, mới thấy cái sự cao đẹp của một người cha, dù là cha chồng. Để rồi cô ấy bảo: thưa cha, năm nào cứ tới cái tháng linh hồn này thì con đều đi tới nhà thờ, con xin dâng lễ cho bố chồng của con. Tôi thấy đấy là một nghĩa cử rất cao đẹp, một nghĩa cử của một người bên lương, tuy rằng chưa biết Chúa đấy, nhưng mà họ có một cái tâm của một con người biết nhìn lên Thiên Chúa là cha đấng giàu lòng thương xót, biết nhìn tới người thân của mình là cha, là mẹ, là ông bà tổ tiên đã ra đi trước. Tuy rằng chưa có đức tin, nhưng mà chị thấy nơi trong sâu thẳm cái con người ấy toát lên một niềm tin vượng mạnh. Để rồi chị luôn khẩn cầu với Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa gìn giữ gia đình chị. Chính vì vậy mà chị đã đến với Thiên Chúa, cho dù là người bên lương. Ngày hôm qua chị tới, chị dự được hơn một nửa thánh lễ bởi bầu lớn rồi, cho nên chị đi về. Chị vẫn tin rằng con khẩn cầu lên Chúa, để rồi bố chồng của con, linh hồn ấy, cho dù ở thế gian này sống tốt, sống lành rồi đấy, nhưng mà vẫn có những cái thiếu sót trong cuộc đời, thì còn những cái thiếu sót đấy thì xin Chúa là cha cũng thương xót đến bố chồng của con để đưa ông về thiên đàng. Đó, mọi người chúng ta trong cái tháng 11 này là tháng để chúng ta tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, những người đã ra đi trước chúng ta, những đứa con, những người cha hoặc là những người mẹ đã ra đi trước chúng ta đấy, vẫn trông chờ tới chúng ta, vẫn hằng mong chờ chúng ta từng ngày từng giờ ấy, để rồi mỗi khi chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện như ngày hôm nay, để chúng ta lãnh được một ơn đại xá ấy, chúng ta cầu nguyện cho các ngài, để các ngài sớm được lên thiên đàng để sum họp với các thánh trên trời. Ngày hôm qua chúng ta cử hành lễ các thánh để chúng ta tưởng niệm các thánh, những người đã vượt qua cái giai đoạn khốn khó của cuộc đời để lên thiên đàng với Thiên Chúa, để sum họp với các thánh rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho bậc cha anh của chúng ta, là người cha, người mẹ, người con, những người thân của chúng ta đang còn nằm ở nơi luyện ngục ấy, được sớm về với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót cũng ban cho chúng con biết tạ lỗi, biết nhớ ra mình con người yếu đuối tội lỗi trên hành trình làm người này, để rồi chúng con cố gắng hàng ngày để chúng con bước theo Đức Giêsu Kitô là cha của chúng con, để từng giây từng phút chúng con cầu nguyện cho chính chúng con, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Đó là nghĩa cử mà tôi thiết nghị, đấy là nghĩa cử cao đẹp, để rồi chúng ta cũng luôn luôn biết ơn những người đã sinh thành ra chúng ta. Amen.